Xin chào cả nhà, chào tất cả mọi người đang xem video nha. Ở đây em đang chuẩn bị giới thiệu đến mọi người một siêu phẩm giống lúa thuần được gieo cấy ở vụ xuân năm 2022 và được rất nhiều bà con ưa chuộng. Và mọi người có biết đây là giống lúa gì không ạ? Giống lúa này thì cực đỉnh về năng suất ạ, tỷ lệ vào chắc rất là tốt và đặc biệt là giống này thì cơm cực ngon và dẻo. Ở đây như mọi người thấy thì bông lúa rất là to này, hạt thóc rất là thon dài màu vàng sáng và bản lá rất là gọn đẹp nha mọi người. Có ai đoán được đây là giống lúa gì không cả nhà? Cả nhà đoán giúp em với ạ. Đồng này là đồng cạn nên là giống có sức chịu hạn rất là tốt. Mọi người thấy đấy, gió to như thế này nhưng mà cây rất là cứng này, giúp hạn chế đổ ngã nha. Giống lúa thuần mà không hề kém cạnh giống lúa lai nha. Ở đây cả nhà nhìn đồng lúa như thế này thì đã đáp ứng được kỳ vọng của mọi người chưa ạ? Dạ, video sau thì em sẽ nói rõ hơn cho mọi người về giống lúa này nhé cả nhà. Em chào cả nhà.